Cô chú ơi, bữa nay em bệnh rồi cô chú ơi. Mà sao mà? Ồ, nhưng mà tại sao con nhìn con mắt con xéo xéo vậy? Đeo mắt kiến vô. Đeo mắt kiến vô. Nhưng mà tại vì con nhìn xéo xéo nên không có tốt cho con mắt của con, nó sẽ hư mắt. Rồi chút nữa ba vô, mẹ bắt ba bắt con đeo. Hôm nay em bệnh rồi cô chú ơi, em ngủ từ sáng giờ luôn. Em vậy em nói em đòi ăn á hả, mì gói. Cái xong nữa chút nữa em thay đổi ý kiến, em nói em ăn muốn ăn mac and cheese. Nên là làm mac and cheese cho em ăn. No. This is mac and cheese. Đó, trụ mũi rồi kìa. Ú trụ trụ đây mẹ lấy khăn trụ mũi. Trụ mũi từ trụ mũi trụ miệng thì sạch sẽ nha. Coi chừng cái này nó đổ nè, coi chừng cái này nó đổ nghe không? Ăn xong no cái mẹ cho uống thuốc nữa nha con nha. Sáng giờ uống rồi. Trời ơi, khuya hôm qua hả? Thấy chưa, hôm qua mẹ dặn rồi là đi về nhà coi chừng á hả, lạnh. Đi về nhà thay đồ cũng không chịu đi. Hôm qua là đi ra ngoài đường chơi cả ngày là lạnh quá chứ gì nữa. Mà sao mấy ngày nay A Trị đâu mà không gặp nó ta? Ồ, nó đi học gì lâu dữ vậy? Thường thường là chị có nhà lại thì qua gõ cửa mầm rồi. Sao nay chắc ở với ba hay gì lâu quá. Ôi giỏi. Ồ hả, đúng rồi, con ăn bụng bự luôn á. Trời ơi, khuya vậy. Hồi tối này là nó lúc mà nó ngủ là Ngọc Nghi Nghi rồi. À, đang ngủ cái ngồi dậy. Cái là Ngọc Nghi Nghi đừng nói, ủa sao nó ngủ ngồi dậy hoài ta. Cái là bắt đầu giữa khuya 4-5 giờ dậy khóc. Nhìn thẳng giùm chị hai ơi. Daddy, can you give her glasses, please? Oh, of course. Where's the glasses? Có ba nó vô là nó không có dám kháng cự. Nghe coi cái miệng Ngọc ông mắm ải ải vậy chứ nó không bao giờ sợ Ngọc đâu. ba nó là chỉ cần nói một tiếng là đó, nó đâu dám kháng cự đâu, lấy đã đeo rồi. Mommy. Cái gì? Con để quên cái mắt kiến ở Florida luôn phải không? No, it's in the box. Mất. Mà sao mất ở đâu, chỗ nào mình đi vòng vòng trong nhà không ăn mất chỗ nào hay hè? Có cái bàn ăn là dữ dằn cô chú, ghế ba nó tự động chế ra nha. Cái gì vậy? Con này kia là giữa khuya dậy cái khóc. Khóc sùm cái là ha, là biết chết cha bệnh rồi. Rồi cái ha, chạy ra lấy thuốc uống liền. Là ngồi vậy nó biết nó bệnh rồi, nó hấp miếng thuốc xong nó nằm xuống nó ngủ tiếp với cô chú. Sáng dậy cái uống thêm liều. Cái là hả, 4 giờ chiều này uống thêm liều một chút nữa trước khi đi ngủ uống thêm liều nữa. Cách 4 tiếng uống lần. Muốn mất kiếm vào ta. It's too dark. It's too dark, Daddy. Those aren't the right glasses. Okay. Nó nói ba cái chiếc đen quá. Ăn đi con, ăn vô. Sáng giờ ăn cũng được nhiều lắm mà toàn ăn giặt không à. À. Ăn cũng nhiều mà ăn toàn là ăn giặt không mà, ăn nhiều lắm. Nhưng mà thôi kệ, nó đang bệnh nên là cho nó thèm gì thì cho nó ăn cái đó. Chứ còn mà bắt nó ăn ấy nó cũng ăn không có ngon miệng. Đúng rồi, đúc rồi. Giỏi quá. Giờ là tự đúc rồi nha cô chú nha. Con liếc mắt kìa. Giờ mà mẹ mà đúc là cũng hơi là không chịu đó. Chỉ là mẹ đúc những cái món mà mẹ ép á, bây giờ phải đúc thôi. Chứ còn mà món nào mà tự muốn ăn là phải là tự ngồi xuống ăn rồi chứ không cần ép nữa. Ủa chứ cái mắt kiến gì ăn rồi cái mất hoài ta. I remember she had like two glasses I bought. We lost one and where is another one? Ba cái mắt kiến rồi đó. Sao kỳ vậy, chơi tiền không á. Ba cái lận. Cô nhớ mẹ mua cho con một lần hai cái. Rồi ba đi làm thêm cái màu xanh lá cây nữa là ba cái. Nhưng mà mẹ nói với con nè, mẹ làm mắt kiến rất là tốn tiền. Nên con đeo con phải biết giữ gìn nó giùm cho mẹ ăn cái. Ở đâu? Is it in my car? Oh, your car? Have we ever brought them out to the car? I can double check. Are these it? No, baby, don't even be crazy. Tào lao. Too dark too. Oh my gosh. I'm sorry, Katie. Cái gì ta?
nhưng mà bà coi bây giờ con phải lắng nghe mẹ nói nè. Mẹ làm mắt kiến rất là tốn tiền, con phải biết giữ gìn nó cho mẹ chứ không phải là ở đâu mà có không không nghe chay. Con biết cái mắt kiến nó tốn tiền bao nhiêu một cái không? No, we didn't lose it. It's got to be somewhere here. You just never want to wear it. I'll check your car. It's got to be in your car. Nó nói hả, con làm con xin lỗi mẹ vì con đã làm mất nó. Nhưng mà con phải là đàng hoàng cho mẹ chứ. Một cái mắt kiến rất là nhiều tiền, một cái mắt kiến đâu phải đơn giản đâu, bao nhiêu đồ chơi mà cũng dục đâu con dục. Nghe không? Coi muốn giọng không? Để mày dẫn đi cắt cái máy. Nghe đã nói hết bệnh đi, mày dẫn đi cắt cái máy để cho cái máy nó xéo qua cho nó đừng có ấy ngay chỗ đầu. Chỗ này nhìn thấy ghét quá đi. Trời. Con đang coi Fembrina hả? Nó nói mẹ con đang coi Fembrina. Sao nói sao? You don't say loud, you say slow. Không có nói lớn, nói chậm chậm thôi hả? Rồi con nói lại cho mẹ nghe coi. Fembrina. Fembrina. Nói chậm chậm thôi, ok. Không nói lớn, không nói lớn. Rồi nói nhỏ nhỏ. Vampirina. Được chưa? Dạ. Trời ơi, nói đúng hay. Bữa nay để chỉnh tiếng Anh từ đó thấy chưa? Thôi chơi cô chú, bữa nay để chỉnh dữ lắm. Mới mốt mà nói tiếng Anh sai là để chỉnh là tên là méo mỏ luôn đó. Chứ không phải đơn giản cho nó đâu á. Bà Nhung, bà kêu Audrey là gì? Bà Nhung sao? PSP bà Nhung. PSP bà Nhung. Nó đang đánh dần chữ bà Nhung đó. Nó đánh dần chữ PSP bà Nhung. Không, nhưng mà con kể cho cô chú nghe coi, bà Nhung bà kêu Audrey bằng gì? Bà Nhung bà kêu Audrey bằng cái tên gì? Bà kêu bằng Audrey phải không? Phải không? Bà Nhung nói sai phải không? Nhung mà Nhung với ông Lũ nói sai tên anh Audrey hả con ha? Còn cái tên này là đố bà Nhung đọc được cái tên cái gì? Nói nhỏ thôi đó. Bây giờ nó đánh giá mẹ nó kêu mẹ nó nói nhỏ, nó nói chậm thôi đó. Bà Nhung mới không đọc được cái tên là Sabalina này đâu. Chậm nó chán quá, nó không thèm nói luôn. Không, con phải Sabalina không con? Con chơi. Chay ơi, nó là cái bộ phim này chay thích lắm cô chú. Thì chay thích cái bộ phim này tên là Sabalina. Gước quá đông thành sữa luôn. Con khác vậy hả? Nói nhỏ thôi. Xin lỗi. Nói nhỏ thôi. Con ăn vậy ha con? Nói nhỏ vậy ha con ha? Hả? Nhưng mà mẹ nói chuyện lớn mẹ quen rồi. Nó nhỏ. Chùi mũi, thì mũi, chùi mũi. À, trời, con giục dưới đó rồi, chút nữa con bắt mày lụm hả? Vậy chút nữa con tự lụm nha. Còn mà nhưng mà cái em bé này tên gì? Cơ là Fabelina. Hả, em bé này tên gì? Nhỏ thôi. Rồi chùi mũi. Ghê quá chùi mũi. Hỉ chùi đàng hoàng. Hỉ ghê quá. Vampirina. Rồi mày nhớ là Vampirina, right? Yeah, you remember. I remember. I'm smart. Nhỏ. Mom, I'm a monster. Bây giờ con ăn vô cho mẹ. Lẹ lên. Mom, don't say that, be quiet. Trời ơi, mày dắt con ăn mà còn con kia mày im lặng là sao? Bây giờ nó thích cái bộ phim này nhất luôn cô chú. Giờ hết cái phô dành phô viết gì là nó là chỉ phải phim Frida. Chọc lắm. Yeah, you found it. Ủa gì chứ mất kiếm đâu trời. See if it drop on my side of sleeping side. Okay. Are these it? No. Con mệt không có. Oh, those aren't it. Đừng có làm phá cái đầu tóc nhỏ đó, chén quang bên rồi còn phá qua nữa chay ha.
Oh, silly. Nó đi là silly luôn á. Tên gì quên mà ta? À, nhớ. Cô cũng muốn mèo cột tóc cho con giống như Vampirina không? No, Vampirina. Vampirina. Đó, con cô muốn mèo cột tóc cho con giống Vampirina không? Yeah, how? Mom, look, the people. Oh, cái đó là bạn của Vampirina đó. No. There's dad, mom, and dad, mommy. Cái đó là ba mẹ của Vampirina hả? uống miếng nước. Đúng rồi. À cũng bác sĩ giá sẽ ở trời. Trời đó bệnh đó mà vậy đó. Hát xì đúng rồi đó, chuẩn bị hát xì là bịt mũi lại đó. Xì không? Này quá giỡn mặt hay gì đó. Ủa hết rồi kìa, chuẩn bị tới một cái episode tiếp theo kìa. Bây giờ mày nói nè. Vampirina. No. Đúng mà mà. À nhảy hả? À cái bài này không biết có bị copyright không là nha nha nha. Trời ơi. À vậy hả con? À nhảy vậy đúng hả? Vampirina. À không được hát, không hát. À thôi. Rồi thôi con ăn đi nha. Con ăn con chưa con nhảy đi nha. Bye bye cô chú nha. À không, quay cho cô chú coi. À đúng rồi, Vampirina biến luôn. Ờ biến thành ma luôn. Ờ hay quá. Rồi lấy cái ghế lên cho che lại là ghế ngồi đi. Ăn đi, ăn giùm mẹ đi. Mẹ coi tới đâu rồi? Ăn gần hết rồi. Mẹ cũng không say bye bye. Ủa con không say bye bye hả? Ủa chứ giờ ngồi đây làm chi nữa? Quay con cho cô chú coi hả? Yeah. Trời ơi, rồi thôi ok. Bệnh mà khổ mũi miết rồi nhảy tùm lum mà coi gì? Có sạch sẽ gì đâu coi tại. Ờ mẹ con không say bye bye là con không có nó không muốn nó. Ờ đúng rồi, cô chú thấy ăn giỏi chưa? Nhớ chùi mũi chùi đồ cho đàng hoàng sạch sẽ. F-O. Cái chữ Vampirina con spell nó làm sao? Con đã... Ồ Vampirina bằng tuổi con hả? Yeah, just like the another kid, just like I'm your Sophia. Like, mà sao con biết Vampirina bằng tuổi con? Because the other Ủa rồi bây giờ cuối cùng cái mắt kiến đâu ta? No, don't say that. Thì sao không nói? Làm mất cái mắt kiến rồi con kêu mày đừng nói. Bực mình á. Giờ mà phải đi mua cái mắt kiến mới là thôi, bây giờ phải chờ 2 tuần lễ sau người ta mới làm mắt kiến xong. Ba đi kiếm từ nãy giờ chưa có kìa. Sao con đập con này quá? Rồi thôi bye bye cô chú nha. No. Ôi sao vậy? I want to keep con muốn mẹ quay nữa hả? Con đâu có nói chuyện gì với cô chú đâu, con coi phim hoạt hình không chứ con có nói gì đâu, con kêu mẹ quay. Quay. Yeah, wait, she said she's not done. Được đời không, cái kênh của nó là nó muốn dừng chút nào dừng. Tommy. Hả? Tommy là sao? He's a gummy bear. Nó tào lao. You are a gummy bear. Giờ mà bay là tự động tắt máy luôn chứ khỏi nói nữa nữa. Nói không cho. Mặt nó kìa. Đập nó thiệt chứ. Ăn hết nha, dán ăn nhiều vô nha con. Ăn xong cái nửa tiếng hồ sau cái mày cho uống thuốc ha. Uống thuốc cho đỡ xấu mũi.
Thì chắc cũng 2 ngày, 2-3 ngày mới hết à. Đáng lẽ nay đi học nhạc mà cho nghỉ à. Ok, rồi, ngon quá. Bye bye. À không, không. Please like and subscribe to my channel. Watch me grow. Không, 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 chưa bay, chưa bay. Cô chú đang thấy con trai ngồi, nó gác chân lên ghế, nó ngồi ăn á cô chú. Mom, bé say bye bye. Ba nói bye bye hả con? Ba kỳ quá ha. Wrapping stick. Oh, that's a balloon. Giỡn dữ lắm, giỡn dữ lắm. Rồi, nè 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 nè, chùi miệng chùi mũi, lại lên. Coi 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 tivi nhìn thấy ứa gan ứa mắt không? Đó, rồi không tìm thấy luôn rồi, trời ơi, mất rồi. You, did you look at on my side of... Yeah, I looked on the side of the bed, I didn't see it. You didn't see it in the car either? I looked in the car, I didn't see it in the car. I brought in a lot of shoes, you had a lot of shoes in the car. Maybe it's up here. It's this flower in my pocket. Under all this stuff. No. Oh, trời. Oh, wow, there's a lot of stuff. Thôi, nghỉ đi nghe chơi nghe. Ok, bye bye cô chú nha.